Xin cảm ơn quý vị, luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết đang ngồi với chúng ta và đang lúc nãy giờ đó thì Tiến Anh đặt câu hỏi với luật sư về vấn đề văn hóa Việt trước ngưỡng cửa hôn nhân của người Việt ở cộng đồng Hoa Kỳ này và những cái khó khăn cũng như là những cái điều mà thuận lợi nó có hạn chế cái vấn đề mà người Việt Nam ly thân hay không. Thế thì bây giờ trở lại cái câu chuyện hôm nay thì Tiến Anh hỏi luật sư một cái câu chuyện như thế này là thường thường người ta bảo là đến hôn nhân thì phải có tình yêu. Đúng không ạ? Đến tình nhân phải có tình yêu. Không có tình yêu thì cũng phải một là tiền, hai là tình, ba là cái gì? Ba là cái sự được xếp đặt. Thế thì đối với người Việt Nam mình là như vậy. Nhưng hiện nay bây giờ đó thì luật sư thấy cái chuyện mà họ cái kiến thức của mỗi người nó có phải là một cái vấn đề rất lớn để mà nó gãy đổ trong gia đình hay không? Cái kiến thức nó cũng là một phần thôi. Khi mà người ta ly hôn thì có rất là nhiều lý do. Đối với cái luật California nó chỉ cho mình chọn một trong hai thôi. Điều thứ nhất là nó nói là không hợp. Không hợp là nói chung chung cái gì cũng gọi là không hợp. Điều thứ nhì là người kia là coi như là bị không có legal incapacity, là không có làm cái gì được hết đó. Coi như là gọi là điên khùng đó, không phải là điên khùng mà coi như là không có đủ tư cách pháp lý, gọi là legal incapacity. Thì cái lý do mà trên pháp luật họ cho họ gọi là irreconcilable differences là không hợp, nhưng mà không hợp có nhiều lắm. Chẳng hạn như bị đánh đập, bị đã bạo động trong gia đình, hoặc là người chồng đánh bài, hoặc là người vợ đánh bài, hoặc là ngoại tình. Tức có hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ lý do. Nhưng mà cái quan trọng nhất nếu mà chúng ta trở lại thì nó đúc kết vào một cái chữ là cái values. Values là những cái gọi là giá trị. Mà dịch dùng cái chữ đó nó không có, nhưng mà là phải dùng cái chữ đúng là hai người không nhìn về một hướng, hai người không đồng ý là cái gì quan trọng. Chẳng hạn như có người thích là anh sẽ về Việt Nam để giải phóng quê hương, ví dụ như vậy, thì cái đó là cái value đối với cái ông đó rất quan trọng. Nhưng mà người vợ không có nói vậy, nói là cái hạnh phúc của chúng ta là ở ngay đây, là ngay nước Mỹ nè, chứ không phải là về Việt Nam mà cứu nước, ví dụ như vậy. Tại vì hai người không nhìn về một hướng, quan niệm khác nhau, cái gọi là cái value khác nhau, cái quan niệm khác nhau. Chẳng hạn như quan niệm về tiền bạc, chẳng hạn như người chồng thì muốn là ở nhà với bố mẹ và không có chịu dọn ra, mà cô vợ muốn dọn ra. Thì có những người vợ đó là dọn ra cả năm mà ông chồng không đi, vì ông chồng cái quan niệm là phải ở lại giúp đỡ cho bố mẹ, ví dụ như vậy. Thì nói tóm lại, nó boils down là cái difference in values. Chứ người Việt Nam mình không có lý gì về vấn đề sex. Ví dụ như người Mỹ, chẳng hạn như họ không có thể chịu đựng được một cái hôn nhân mà không có cái tình dục. Ví dụ như họ chịu chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi thì có thể là họ không chịu được. Nhưng mà người Việt Nam mình, đối với người Việt Nam mà qua những cái việc làm của tôi thì tiếng Mỹ nó gọi là sexless marriage. Đối với họ không là một cái gì quan trọng hết. Hoặc là người Mỹ họ nói là I grow out of him. Tức là tôi không còn yêu ông ta nữa. Là người chồng tôi không có lỗi gì hết, but I'm no longer in love with him. Người Việt Nam mình thường thường mà trong những cái game mà tôi làm không có cái trường hợp đó, không bao giờ mà tôi thấy là họ tới họ nói là I don't love him anymore. Không phải như vậy, mà thường thường trong cái cộng đồng Việt Nam mà họ phải có một cái cụ thể nào đó, tức là phải nặng nề lắm thì họ mới đi đến cái vấn đề đó. Vậy thì nói tóm lại, cái mà quan trọng nhất, mà cái lý do mà nó đưa đẩy đến cái vấn đề ly dị, và qua cái kinh nghiệm và cái nhận xét của tôi, là vì hai người không có cùng một cái values, không share the same values, không có cùng một căn bản, không nhìn về một hướng. Và đối với người này thì cái này là quan trọng, đối với người kia là cái điều khác là quan trọng. Tức là tiếng Mỹ nó gọi là những mâu thuẫn, và trong những cái gia đình, quan niệm về gia đình thì nói chung về tiền bạc, về con cái, về này về kia. Ví dụ có những người họ thích spend time với bạn bè, thích nhậu nhẹt, không thích. Trong khi người vợ thì thích weekend, vợ chồng đi chơi với nhau, dắt con đi chơi. Nhưng mà đối với ông chồng coi TV, hay là đối với người vợ thì lại thích hơn. Có những người vợ thích đi nhảy đầm, thích đi ca hát, mà người chồng lại thích ở nhà. Thì cái đó là cái sự khác biệt, chênh lệch. Vâng. Dạ. Thưa quý luật sư, thế thì đứng trước những cái vấn đề mà luật sư nhìn ra như vậy đó, thì luật sư có cái lời
khuyên hay có một cái hướng dẫn nào để cho người Việt của mình nghe, để mà nếu mà cái gia đình nào mà họ có những cái vấn đề như vậy thì họ sẽ làm sao mà thoát hoặc là giảm đi cái áp lực trong cái hôn nhân của họ? Quan trọng nhất, rất là quan trọng, đầu tiên đó là đối với những người gọi là trước ngưỡng của hôn nhân, thì tôi biết là ở trong đạo thường thường mình phải đi học một thăng cái lớp, phải không? Một cái lớp trước khi làm hôn thú, dự bị hôn nhân, dự bị hôn nhân. Thì tôi nghĩ cái điều đó rất là quan trọng. Đối với tôi là quan trọng nhất là phải đi gọi tiếng Mỹ gọi là premarital counseling. Mà thường thường khi mà yêu nhau á, lý tưởng lắm. Mình nhìn một cái đám cưới, trời ơi, mình thấy một cái đôi trẻ, họ go into cái marriage, họ so romantic, họ so gọi là dễ thương. Họ không bao giờ nghĩ đến những cái thực tế. Thì đối với tôi á, để mà giảm thiểu cái vấn đề đó là nên tìm hiểu nhau rất là lâu, mà là ít nhất cũng phải 1-2 năm. Rồi nếu mà có cơ hội, tôi không nói là sống chung, mà phải chia sẻ cái gì chung, chẳng hạn như đi chơi chung, đi vacation chung, thì mới thấy ra. Nhiều khi người ta bảo là muốn biết người ta nghĩ nào phải đánh bài với người ta mới biết được. Tức là cái xấu cái tốt nó lộ ra. Tức là phải có những cái sinh hoạt chung để mà mình hiểu được. Và cái quan trọng nhất là hai người phải nói là trong cuộc hôn nhân này, how are we going to deal with money issues? Tiền bạc là cái quan trọng. Chẳng hạn như tiền của em muốn giúp bố mẹ của em, anh có vấn đề không? Hay là tôi muốn mua một cái item đó, thì tôi có cần phải hỏi anh hay không? Tức là mình phải discuss là về money issues, về child rearing, con cái sẽ như thế nào. Ví dụ như hai người khác đạo thì sẽ nuôi con về cái đạo nào, hoặc là nuôi con như thế nào, vì có những cái sự xung đột đó. Vậy thì gọi là cái premarital counseling, tôi nghĩ là đi thi đó, lái xe phải có bằng lái xe, cái gì cũng phải có bằng hết, mà lấy nhau thì không cần cái bằng cấp ngoài, cái license. Vậy thì cái điều mà tôi có thể đề nghị là phải tìm hiểu nhau rất là kỹ càng, phải share the same values. Cái mà the same values là rất là quan trọng, để nó sẽ giúp cho mình vượt qua được những cái thử thách và những cái khó khăn. Và phải tìm hiểu nhau, và không nói là sống chung với nhau, nhưng mà phải sinh hoạt chung với nhau, để mà thấy rằng là có những cái lúc mình sẽ bị stress như thế nào, và how do you handle stress. Tại vì một cái cuộc hôn nhân á, 1-2 năm đầu nó đẹp, nhưng mà bao nhiêu lâu sau thì nó sẽ có những cái challenge, những cái khó khăn. Thì how do you deal with difficulty or challenges trong cái marriage? Thì mình phải biết được cái điều đó trước khi mình làm hôn thú. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Vâng, thì cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, quý vị đã nhìn thấy một cái góc cạnh đời sống hôn nhân của gia đình Việt ở hải ngoại. Thì đôi khi chúng ta thấy là có nhiều người lại cho rằng là người Việt Nam mình á, là đổ vỡ hôn nhân là bởi vì mình ở nước ngoài và mình thấy người ta dễ dãi và mình cũng tự dễ dãi lấy chính mình. Thế nhưng mà không có ai nhìn thấy rằng là đó là cái con đường mà người ta tự cứu người ta, tự thoát ra. Thấy cái gì hay thì phải học, mà thấy cái gì dở thì không nên làm. Người ta sẽ bảo là mình mâu thuẫn, là vì hôn nhân mà đổ vỡ thì nó là cái bad thing, không phải là cái good. Nhưng mà mình bảo là cái hay để mình học, tức là mình phải ly dị. Thì cái điều đó, quý vị thấy có một cái sự mâu thuẫn. Nhưng nếu mà đối với giới trẻ, luật sư thấy là đối với giới trẻ thì các em hiểu biết nhiều hơn mình đó. Bố mẹ có vẻ là sống ở trong gia đình, bố mẹ thì có vẻ là phong kiến hoặc là vẫn ở cái truyền thống Việt, cho nên rất là khó khăn với con cái. Nhưng mà đối với các em nó lớn lên ở đây thì đầu óc nó như luật sư nói, nó rất là phóng khoáng, nhìn một vấn đề nó thấy được nhiều góc cạnh, chứ nó không như mình. Cho nên luật sư nghĩ rằng là trước khi nó bước vào hôn nhân, nó có cần thiết phải đi tìm hiểu những cái vấn đề là dự bị hôn nhân hay không? Ồ, chắc chắn rồi, lúc nãy như tôi nói đó, là nếu mà ở đạo mà có những cái lớp dự bị hôn nhân là quá tốt. Mà ngay cả nếu mà không có cái lớp đó của đạo thì chúng tôi cũng gọi là khuyến khích là đi học những cái lớp dự bị hôn nhân. Và cái quan trọng nhất đây là không chú trọng về vấn đề religion nhiều, mà chú trọng về giống như tôi nói là hai người phải tìm hiểu nhau về cái values, phải share the same value. Và thứ nhì là phải discuss in advance trước về vấn đề money issue, về tiền bạc như thế nào, con cái như thế nào, gọi là phải đối xử ứng phó với những cái khó khăn như thế nào. Có những người mà khi mà có vấn đề thì cãi nhau ầm lên, có những người thì nhất định không nói, thui thủi thì giận nhau, phải không? Ra tòa ly dị. Dạ vâng, nhưng mà như phía Nam biết có những người họ handle it by giận luôn, mấy ngày không nói chuyện, rồi sau đó lại làm hòa nhưng mà không có gọi là trực tiếp giải quyết vấn đề. Vậy thì chúng ta phải biết là cái cách, và cái quan trọng nhất
trong một cái marriage là communication, cái đó là number one. Không có cái thông cảm và không có cái mà sự mà đối thoại thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, Phí Nam tạm dừng trong giây lát, chúng ta trở lại phần cuối của câu chuyện hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.